Chỉ có một siêu anh hùng duy nhất làm được đó thôi. Lịch sử. Công ty mình đã đi xem một bộ phim mới ra mắt của DC rất là hot, đó chính là Black Adam. Và hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại đây để xem là cái phim này có đáng xem hay không. Khó cần phải hỏi thằng hôm qua về nó viết một cái bài là phim này 8.5/10 phim mình đáng xem. Cái này là fan DC mà. Đúng, em không phủ nhận đâu, fan DC. Nhưng phải công nhận là này phim tốt. Thế cho 2 chấm mấy điểm? Không, em chỉ cho nó 5 điểm thôi. Thằng này là 5 điểm trên 10 này. 5 điểm trên 10. Thằng này theo phong cách Rotten Tomato rồi. Thế chỉ có chấm 5 điểm thôi. Mình thì cho 7 điểm. Sau khi đi xem phim về thì mọi người thấy tạo hình nhân vật lần này anh thấy Black Adam trong vai The Rock. Thật. Cái nhưng mà vấn đề là mình phải tìm hiểu là khi mà vẽ cái nhân vật Black Adam thì cái ông vẽ đã nói rằng là tạo hình là lấy từ The Rock. Đúng rồi. Và sau mười mấy năm thì cuối cùng lại The Rock lại đóng đúng cái vai này. 15 năm. Đấy thì thành ra là nó cũng hợp thì cũng đúng thôi. Đặc biệt rất thích Dr. Fate. Công nhận là 007 bác ấy bây giờ đóng cái phim này trung hợp. Bruce Nam đẹp trai vậy. Trông rất đúng cái kiểu là một người biết tất cả mọi thứ. Xong bao là đúng là lead team. Không nhưng mà Atom Smasher trông như Deadpool bị phế. Atom Smasher ngay cả cái giọng nói khi mà hóa to cũng rất là giống kiểu Deadpool khi đeo cái mặt nạ đúng không? Giống quá trưởng. Nói chung là cái tạo hình nhân vật của nó khá chỉnh châu như kiểu là giống Flash trong rất League vậy. Không nhưng mà đấy, thật kiểu em phải công nhận là em là fan của Alex Ross và fan của JSA từ lâu rồi. Thế em nhìn thấy Hawkman trên màn ảnh em thấy rất ấn tượng. Em phải công nhận Hawkman trông khá bá. Mình phải nói thẳng ra là chúng ta đã xem phim Marvel quá nhiều. Vì thế khi thấy một nhân vật nào đấy thì kiểu trong đầu sẽ lập tức so sánh luôn. Ví dụ như nhưng mà thài chắc chắn là ngon hơn Falcon rồi. Cái kiểu mà mũ hóa ra rồi cánh bay những tinh ấy ngon hơn Falcon là cái chắc. Cái tạo hình của nó cơ bản nguồn gốc cái thứ nó đều khác hoàn toàn rồi. Mọi người phải nhắc về Cyclone nữa, rất là đẹp. Cyclone là một nhân vật anh rất thích. Mặc dù nếu mà xét được phần đất diễn thể hiện ấy, đúng. Cái nhưng mỗi khi nào mà xuất hiện ấy thì nó đều tạo ra một cái kiểu wow ấy, kiểu skill cực kỳ là ngầu luôn. Nói chung là múa moai quay cuồng là em này người ta gọi là hết sức là kỹ viện. Em này xinh lắm. Đấy. Còn lại các nhân vật khác thì không có gì ấn tượng lắm. Đúng. Ví dụ như là Trùm thì anh thấy là khi mà tạo hình thì cũng đẹp. Nhưng mà thực tế ra là trước khi mà hóa thành Trùm cuối thì trông mấy nhân vật người thường cứ bị phè phè ấy. Cái thằng đấy trông nó không hề nguy hiểm một tí gì, trông như kiểu là cái thằng đụt đụt ấy. Thật sự luôn. Nó ẩn bao nhiêu năm rồi nó phải đụt. Nói nhiều em nghĩ là cái phim này nó giới thiệu quá nhiều về JSA đâu mà nó không quan tâm đến phần phản diện nữa. Em thấy CGI đoạn hơi bị mờ nhạt thật sự. CGI đoạn cuối còn xấu xấu cơ. Nói chung là không nhiều đoạn lắm. Phải cắt bớt rồi, ví dụ mấy đoạn máy bay ấy kiểu là tạo khung ra nó to quá thành ra nó không làm xử lý được hết. Nó cũng bị nhồi nhét nhưng mà thôi cũng được. Nói chung là hình ảnh nhân vật ok, chấm 9/10. Ngoài ra thì còn màu phim, kỹ xảo và cảm xúc khi xem những cái pha hành động. À, lại nói cảm xúc nhá, em có cực kỳ ấn tượng cái đoạn mà đoạn đầu ấy, ngay mở đầu ấy có bài Paint It Black, nhất là em fan Rolling Stone nữa. Thật là hay nghe nhạc. Em fan Rolling Stone, em nghe thấy đoạn em đã thấy phấn khích rồi. Nha, lâu lắm rồi từ hồi em xem X-Men hồi xưa ấy, có cái cảnh mà Quicksilver chạy trong phòng nó cũng sâu. Hiểu. Nhưng mà thực ra cái bộ phim này bị một cái là lạm dụng slow motion quá nhiều. Thực ra nhá, nếu mà ban đầu khi mà vừa xuất hiện thì cảnh đầu cái cảnh hay. Slow motion ok, bởi vì sao? Thằng này nó vừa kiểu sống lại sau 5.000 năm thì nó thấy những cái vật phẩm vũ khí đấy nó lạ thì slow motion cảnh đấy ok. Nhưng mà phần lớn các cảnh hành động về sau đều cố tạo slow motion và kiểu trông nó bị nhàn thật sự luôn ấy. Đây người ta gọi là ảnh hưởng của phong cách Zack Snyder ấy. Đúng Snyder. Ném vào. Ném vào đấy. Nó bị slow nhiều quá. Thực ra các cái cảnh đánh nhau trong phim này rất phê. Mình rất thích cảnh đánh nhau phim này bởi vì ngay từ cái cảnh đầu tiên đã cho thấy là đây mới là cái thể loại phim siêu anh hùng mình thích nhỉ. Tại vì là các phim siêu anh hùng khác ấy đúng theo kiểu triết lý là siêu anh hùng không được giết người. Má, cái kiểu đấy khiến cho cảnh đánh nhau nó rất kiểu hạn chế. Đây là kiểu là bóp cho đến cháy xong đến tận xương các thứ tinh nhỉ. Thậm chí ngay cả xem những phim như kiểu là Deadpool hay là Logan, em thấy là cái cảnh đánh nhau của nó mặc dù cũng là rated R cũng máu máu rồi. Nó không thấy cảnh siêu anh hùng nó đánh nhau đã như kiểu đúng đấy. Đúng rồi, tại vì đó. Nó là người thường. Còn đây là khi mà nó có siêu sức mạnh, nó giết theo kiểu siêu sức mạnh nó nhìn rất đã. Nhưng mà mình phải công nhận rằng là phim này các cái cảnh đánh nhau, đặc biệt là các cái chiêu của Dr. Fate nhìn ảo thật sự ngộ thật. Mặc dù chúng ta tính tổng cộng lại chỉ khoảng tầm 4 skill thôi. Đúng. Rõ ràng bị nép hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà phim của Black Adam chúng ta phải công nhận, nhưng mà Dr. Fate
cái skill của nó khác biệt hoàn toàn đấy. Đúng. Đúng. Mỗi tội là mình phải thấy rằng là các cái cảnh, đúng như Khôi nói là những cái cảnh toàn, những cảnh liên quan đến thành phố ấy trông rất tù. Các cảnh thành phố trông tù, đặc biệt là cái cảnh cuối, mấy cảnh đánh nhau ấy, thề đội quân của Kadak ấy. Mà mình đã đọc có một cái ảnh trên mạng là có một người đang bảo đây là đội quân của Kadak, đó là cái đội plan vẽ zombie. Vì trông như kiểu là đang đánh nhau trong một cái làng ấy. Nó chậm và nó cảm giác nó phê. Cả một cái thành phố mà tại sao đội quân lại xuất hiện có một nhúng. Một nhúng ở đấy, người dân là đánh kiểu nó rất là hài. Em nghĩ là cái phim này tập trung quá nhiều phần CGI. Đúng, nó tập trung hết vào cái phần đánh nhau rồi. Cảnh ra những đoạn khác kiểu làm cho có. Đúng, làm vợ cho có rồi. Chứ thực ra nếu chúng ta so với bộ phim Sắc Ướp Ai Cập, cái mà cảnh mà lúc mà gọi đội quân xác chết lên trong phần 3 trông nó hoành tráng và gấu hơn rất nhiều thì phần này có thể nói rằng là CGI các kiểu dồn hết cho Black Adam và hết cho The Rock. Doctor Fate rồi các thứ rồi thì nó quá đỉnh rồi. Thôi em nghĩ là mình không gọi Black Adam, mình gọi là The Rock đi cho nó nói chung là cái phần này thì mình đánh giá tầm khoảng được 8/10 trừ 2 điểm cái tội là mấy cảnh toàn tù quá. Theo sếp đây có phải là một kịch bản hay hay không? Thực ra là phim siêu anh hùng một kịch bản hay thì hơi khó. Thường là muốn kịch bản hay thì phải chờ đến một cái phần tiếp theo. Khi mà nhân vật đã có sự phát triển rồi thì nó mới có câu chuyện. Còn nếu mà nhân vật vừa đầu mà giới thiệu ấy mà như thế thì kiểu là cảm giác nó chưa đạt được lắm. Mặc dù người ta có thể so là Iron Man 1, người ta bảo Iron Man 1 nó hay đúng không? Nhưng mà đấy là cái giai đoạn khác rồi. Giai đoạn lúc mà người ta kiểu chưa biết nhiều về siêu anh hùng. Còn bây giờ siêu anh hùng nó nhan nhản rồi nhá. Xong bây giờ tự nhiên giới thiệu ông này mà cũng như thế thì kiểu là nó sẽ không hấp dẫn được tất cả mọi người. Chỉ có một siêu anh hùng duy nhất làm việc đó thôi. Big Show. Anh thích là tại vì phim này ấy, anh không đánh giá là kịch bản của nó gọi là quá xuất sắc nhưng không quá tệ cái chỗ là nó có plot twist. Đúng không ạ? Cái đúng, twist đúng, là đúng, hay. Đúng, đúng, em giật mình đấy. Nó thật rất là bất ngờ. Tại vì các cái cảnh flashback nó đã cố tình lừa cho mình ngay từ đầu. Chính xác. Lúc đầu em xem em đã thấy cảnh flashback nó kiểu nó đã hơi thừa thãi rồi. Nhưng mà về sau nó twist một cái. Ví dụ như Khôi là người đọc truyện DC thì cái cảnh đấy có liên quan trong truyện không? Thực ra nó có liên quan, tuy nhiên là nó sẽ thay đổi vai trò một tí thôi. Lên phim thì nó cũng sẽ gọi là nhân văn hơn một tí. Trong truyện thì là ông chú giết thằng cháu. Còn lên phim thì cắt bớt đi. Nói chung là thực ra là về kịch bản phim thì anh đánh giá là cũng được. Nhưng mà đúng là cái điểm yếu của kịch bản phim đó là nó chưa cho thấy sự nguy hiểm quá của bên phản diện. Vì thế là khi siêu anh hùng đánh nhau ấy, mình có một cảm giác là mình không sợ hội này sẽ chết. Thế như WWE. Những siêu anh hùng mà muốn nó hay ấy thì nó phải có một cái phản diện nó sẽ đúng xuất hiện rồi, song đáng song. Sợ. Đấy, xuất hiện từ đầu đến cuối như kiểu là trong Spider-Man thì là Goblin. Ấu cũng được. Đấy, Doctor Ock cũng được, hoặc là có Joker thì của Heath Ledger quá đỉnh rồi. Đấy, xây dựng từ đầu đến cuối. Đúng rồi, phải từ đầu đến cuối. Còn đây thực sự ra là mất 2/3 là chủ yếu là xây dựng cho Black Adam, cái câu chuyện của Black Adam để hòa nhập với thế giới. Chứ còn phản diện thì không có đất diễn, vì thế nên cảm giác là giống kiểu mình chơi game đi bàn ấy, đến cái bàn cuối đánh nhau thằng trùm thế thôi hết. Thế hỏi anh Khôi một câu nhá. Là với anh là một fan của DC đúng không? Thì anh thấy origin story của Black Adam trong phim lần này so với trong truyện thì có cải thiện hơn không? Nói chung là tất nhiên khi lên phim thì người ta phải thay đổi ít nhiều rồi. Và cảm giác đọc xem phim ấy thì nó cũng sẽ nói chung là nhân vật có chiều sâu hơn, kiểu là có đất diễn nhiều hơn cho Black Adam. Còn nếu mà trong chuyện thì đa số sẽ là những cái kiểu tua khá nhanh qua vài trang chuyện mình không thể cảm nhận hết được. Nhưng về cơ bản thì nếu mà để với xây dựng một nhân vật câu chuyện đầu tiên của Black Adam ấy, anh thấy là khá ok. Black Adam. Black Adam. Có một cái poster Black Adam. Anh thì lúc nào xem rất nhiều các kênh về phim và tóm tắt về kiểu cái cuộc đời, câu chuyện, nhân vật hết rồi. Thì anh thấy cái hay là mình ở một vai trò là bộ phim bây giờ nó muốn có doanh thu cao thì nó phải làm sao tất cả phải xem được. Thì phải mời The Rock. Cái câu chuyện là nếu mà làm giống chuyện quá thì cũng sẽ bị fan về so sánh. Nên họ bắt buộc là phải thay đổi đi để mà fan sẽ khó mà có sự so sánh một cách rõ ràng được, mà đặc biệt là ai cũng có thể xem được, bởi vì nó quan trọng, nó muốn lôi kéo cái cảm xúc để mà đồng cảm với những nhân vật chính. Nếu mà cứ đi theo truyện thì nó lại là một cái hướng hoàn toàn khác rồi. Nên thành ra là mình nghĩ rằng cái mấu chốt ở đây là cũng đã có sự phát triển, nhưng mà thực sự là The Rock đóng tất cả các cảnh nó đều như nhau. Ông này ông ấy nghĩ về quá khứ, ông ấy tức giận, ông ấy mọi thứ nó đều như nhau đấy. Cả thiếu một cái cảnh nhiều lông mày đấy. Đúng rồi, đây cũng là một cái nó giống Shazam. Tức nghĩa là Shazam là lúc thằng kia nó hóa đúng không? Có một cái thằng em bạn thân đi cùng. Sau lúc nào cũng chỉ cho thằng này như nào. Thì cái phim này nó cũng làm cho mô típ y hệt như thế luôn. Đấy. Mình nhận thấy là trong phim này có một cái mấu chốt là cái sự liên kết của Black Adam với
đứa con và người mẹ, rồi cũng như là sự liên kết của các nhân vật đấy nó chưa thực sự logic lắm. Đúng. Nó cảm giác một cái gì đó nó có liên kết nhưng mà nó cảm thấy hơi hời hợt. Nó bị gượng quá. Tức nghĩa là họ chưa kịp có một cái gì để khiến cho là mình cảm thấy là à mấy người này phải gắn kết bảo vệ nhau. Em hỏi Nam nhá. Ok. Là theo em thì một người không follow theo DC Comics như em, nhưng chỉ xem phim thôi, thì những nhân vật như kiểu Manson, Manhunter và Green Lantern là một trong những thành viên gốc của Justice League đúng không? Mà Black Adam chỉ là một phản diện của Shazam, thì theo anh làm một phim về Black Adam có thực sự cần thiết hay không? Thật ra anh nghĩ là trên standpoint của cái việc mà chúng ta có nên xây dựng một vũ trụ hay không thì cái việc quan trọng nó cũng không hẳn là có. Ví dụ chúng ta hoàn toàn thể đầu tư cho hẳn một bộ phim cho Green Lantern hoặc đầu tư hẳn một mạch truyện rõ ràng như kiểu MCU ấy. Rồi từng phim một sẽ dẫn đến một nhân vật nào đấy. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta có một vũ khí rất lớn ở đây, đó là The Rock. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we do. Cứ có The Rock nó sẽ ra tiền. Và mình có thể thấy là toàn bộ cái kịch bản này nó sẽ sửa đổi trên The Rock luôn. Kể cả cái plot twist mình khen từ nãy đến giờ ấy, nó cũng là xoay quanh The Rock luôn, là lý do để cast The Rock. Với góc độ anh ấy cho rằng là một phim về Black Adam là hợp lý. Bởi vì thứ nhất là chúng ta đã có Shazam rồi. Và mình hãy nhìn nhận một câu chuyện rằng là cái đang bị thiếu là một cái nhân vật đúng kiểu là phản anh hùng đúng không? Nó không phải là kẻ xấu, đúng. Nó không phải là người tốt. Và nó tạo ra một cái như đã bảo anh cảm thấy rất là hào hứng khi xem cái cảnh giết người. Giết người. Mình có thể nhìn thấy rõ nhất là gần đây là có cái series phim The Boy. Các cái cảnh siêu anh hùng khi mà giết nhau như vậy ấy, nó tạo ra một cái hype cực kỳ lớn cho người xem. Họ là quá chán với những cái phim lúc nào cũng giảng đạo lý phải thế này rồi. Ngay cả trong phim này thôi, cái ông Hawkman ấy, nó là cái bảo là siêu anh hùng giết người. Ok, thưa chúa. Thế thì cái cảnh mà máy bay rơi xong rồi một mã nhà rồi rơi sập thì biết bao nhiêu người chết nữa. Cái ông không giết người trực tiếp thôi. Nhưng cái nữa. Cảnh ông đánh nhau hay không giết không biết bao nhiêu người đấy. Sao mình chủ tông luôn. Bốn thứ rồi. Cái kế hoạch của DC hiện tại là xây dựng theo đuổi Justice League là nó phế rồi. Bây giờ có Mera thì thôi. Flash thì tôi đặc biệt. Phải năng đi tù 25 hay là 29 năm gì đấy. Đó. 26 năm à, đấy. Đấy, thành ra mục tiêu bây giờ xây dựng cái đội khác như là Justice League Society thì nó cũng sẽ tạo thành một cái đội mới nó hay hơn. Nhưng mà mọi người có thấy cái việc mà Shazam với Black Adam rõ ràng ở trong chuyện nó có mối quan hệ mật thiết mà rõ ràng nó nên là như thế, nhưng mà trong phim này em chưa thấy một cái gì cả. Thậm chí thì đúng thôi, chứ mới bảo đây mới là chỉ là phần đầu tiên thôi mà. Mình còn không thì cả Shazam cũng chưa có phần 2 mà. Đúng rồi, Shazam chưa có phần 2. Thực chuẩn bị có rồi thì đã có trailer đầy đủ rồi. Thì mình thấy rằng là giống như kiểu là cái after credit của phim này. Thì anh nghĩ là cái after credit của cái Shazam phần 2 thế. Bởi vì có một nhân vật luôn luôn được xoay quanh trong tất cả các phần phim này. Đó chính là cái bà Amanda Waller đúng không? Thì bà đã cũng xuất hiện. Thì rõ ràng rằng là lúc đấy sẽ có sự liên kết cả đội Suicide Squad, sau lại thêm đội Justice Society nữa đúng không? Xong rồi lại liên kết với cả đội Justice League. Chắc chắn là chính là bà này ở giữa. Bà đấy là Nick Fury nhưng phiên bản bất cập. Nick Fury nhưng phiên bản là không có quan tâm đến gọi là chết của chúng mình. Sống chết mà bà chỉ quan tâm là chúng mày đấm nhau và kiểm soát được thôi. Hỏi tổng kết thì theo mọi người đây có phải một phim đáng xem hay không? Thế nếu mà mình đang so sánh, xin lỗi mình so sánh với Marvel một tí, nhưng mà đối với Marvel bây giờ ấy, thật sự là với She-Hulk cũng xem như dở hơi này, rồi thì họ đã cố nhồi cả Thor xem cũng như dở hơi này, họ nhồi cả Daredevil từ Netflix vào rồi xem vẫn như dở hơi này. Nên là em nghĩ là đây là khoảng thời gian cực kỳ thích hợp để DC đẩy tiếp những cái dự án kiểu như này, nghĩa là tầm 6.5-7 điểm như này, nghĩa là nó sẽ hợp lý. Thì em sẽ đánh giá phim này là 5 điểm nhưng đáng xem. Cá nhân anh rất thích phim này luôn. Bởi vì nó đang bị theo cái form như kiểu The Boy ấy. The Boy đầu năm thì tạo thành một cái trend cực kỳ hay luôn. Kiểu siêu anh hùng đấm nhau là nó phải đấm nhau, nó phải chết như thế. Đấy thì cái này cũng tạo một hiệu ứng tương tự. Nói chung là mình thấy phim này rất đáng xem. Bởi vì thực tế ra là đấy là bảo là cái phim siêu anh hùng mà hai phim siêu anh hùng gần đây nhất mà mình đánh giá cao là đều là dài tập. Thứ nhất là The Boy và thứ hai nữa là Moon Knight, là đều là hai phim siêu anh hùng mà mình thấy hay. Nói chung là phim này rất đã mắt để các bạn đi xem. Nhưng mà cũng như rất nhiều phim anh hùng gặp phải là bọt trùm chán quá. Nó bị easy kết thúc quá, nên thành ra là nó vẫn chưa đạt được một sự thỏa mãn nhất định. Nhưng mà cách mà mình thích là các nhân vật siêu anh hùng phụ khác của cái đội Justice Society xuất hiện đều có những cái điểm nhấn và thực sự là mình thấy ấn tượng với những nhân vật này. Nó không bị mờ nhạt hẳn một cách theo kiểu là chỉ giới thiệu cho có. Đó. Với cá nhân mình thì đây là một bộ phim cũng rất là đáng xem. Mình xem sớm nhất công ty mọi người ạ. Và nếu mà mọi người đi xem phim rồi và cảm nhận của mọi người như thế nào thì hãy comment bên dưới cho những người khác biết chứ còn cho ai nữa.
Cho đến mình. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại bạn các video sau. Nhớ follow của anh chơi nhé, ông xếp Vinh bán kênh. Shazam. Mày biến thành con gà. Sabat. Sabat. Là bóc.